Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Xin chào anh em nha. Lâu lắm rồi hôm nay em lại vào rừng sưu tầm phôi mai rừng cát á, bình thuần nha anh em. Hôm nay tổng đi được 6 phôi nè. Này sáu phôi, phôi nào phôi nấy lực không nha anh em, rễ nhiều, rễ cọc nhỏ, phôi khỏe đặc thệt hết nha anh em, không lỗi lói gì hết nha. Đầu tiên thì mình đến với một cái phôi gián thú để chọn bé xíu rồi các bạn. Rất kéo à. Hoành của nó là hoành củ đế là 53, 52. Chiều cao từ cổ đế lên là 35. Cây có bẹ đứng ha. Mai cát Bình Thuận nha các bạn. Mai cát Bình Thuận. Hoành 52. Chiều cao là 35. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 1.300.000 đã bao gồm phí vận chuyển nha. Mai cát Bình Thuận nha các bạn nha. Đối với mai cát thì anh em chịu khó mình chăm xịt nước cho nó. Chồng mình chịu khó mình chăm, mình xịt nước nó ha. Mai cát Bình Thuận hoành 52, chiều cao là 35, 1.300.000. Đến với phôi số 2. Phôi số 2 là một phôi khá là đẹp, dáng trực, một cốt hai thân. Hoành cổ đế của nó là 46, chiều cao là 50. Hoành 46, chiều cao 50, rễ thì khá là đầy đặn. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 700.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ, số điện thoại liên hệ quen thuộc trên YouTube Sắc Vàng là 0867 098 446. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cây phôi gần xa ha. Cây khá là đẹp các bạn. Tiếp theo là cây cũng là một cốt hai thân, hoành 40 nha, chiều cao là 65. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 600.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 600 nha các bạn nha. Cây này rễ cũng bé xíu, rễ chọc cũng bé xíu thôi. Mai cát Bình Thuận hoành 40, chiều cao 65, 600.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em mình rồi ha. Rất là lâu rồi mình mới tái xuất lại với mai cát Bình Thuận nha các bạn. Rất mong là anh em sẽ ủng hộ ha. Làm la mai mùa này thì nói chung là rất là chuẩn phôi, thì rất là chuẩn phôi rồi. Phôi này nó cũng khá là bề thế nha các bạn nha, lùng lực bề thế. Hoành cổ đế của nó là 52, chiều cao là 35. Cây khá là bề thế. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 900.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Mai cát Bình Thuận ha các bạn ha. Hoành 52, chiều cao là 35. 900.000 giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em. Phôi số 4.
to bự ha. Tiếp theo thì một cái phôi dán dán huyền ha. Phôi dán huyền này có hoành là 51 nha các bạn. Chiều cao từ cổ đế ra ngoài là nó 35. Và phôi này cũng giao lưu anh em mình với giá là 600 nghìn thôi. 600 nghìn, giá đã bao gồm phí vận chuyển là anh em là 600 ha. Mai Cát Bình Thuận nha các bạn nha. Anh em yêu thì liên hệ. Hoành 51. Từ cổ đế ra thì nó là 35. 40. Cuối cùng là một phôi trực cho các bạn nha. Cây này có hoành củ đế cũng khá là to. Hoành củ đế của nó là 52. Chiều cao là 40. Đo lên trên thì nó tầm khoảng là 47 các bạn. Đo lên thân nó tầm khoảng 47. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 900 nghìn. Bao gồm phí vận chuyển. Giá bao gồm phí vận chuyển là 900 nha. Thì đối với những cây mà nó hơi cao cao đế vậy, anh em chịu khó mình trồng trên mặt chậu, mình be cho nó cao lên ha, thì cho nó dễ thoát nước. Chất trồng thì anh em trồng cát thôi, bệ khá là nở ha. Hoành 52, chiều cao 40, 900 nghìn. Anh em nào yêu thì liên hệ. Số điện thoại liên hệ quen thuộc trên YouTube Sắc Vàng là 0867098446. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cây phôi gần xa. Ở sau đây thì mời tất cả các bạn cùng xem lại 6 cái phôi mai của ngày hôm nay ha.